Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Ốc. Hôm nay Ốc sẽ cho các bạn biết một điều, đó chính là anh Bê Quy Thành đang thách đố Ốc có thể chiến thắng được game Rainbow Friend, những người bạn cầu vồng. Nguyên văn nó như thế này các bạn ạ. Hey, chào các bạn. Hôm nay anh sẽ đưa ra cho Ốc một cái thử thách. Hôm trước anh đã chơi thắng game Rainbow Friend rồi. Và hôm nay thử thách sẽ là đố Ốc chơi thắng được game Rainbow Friend đây. Các bạn cùng xem nhé, Ốc kiểu gì cũng chết thôi. Anh đưa ra thử thách này là để cho Ốc đấy. Các bạn cùng xem nhá. Ok. Anh Bê Quy Thành đúng là coi thường Ốc. Chưa gì đã bảo Ốc là đồ ngu đồ ăn hại rồi. Không được. Ốc sẽ dùng chính video này để có thể chứng minh cho anh Bê Quy Thành biết Ốc cũng vô cùng nhanh nhẹn và thông minh, lại còn xinh đó. Và trước khi vào video thì các bạn hãy nhớ ấn nút like video, ấn đăng ký kênh giúp mình và đừng quên xem quảng cáo nhá. Yeah. À, đây là tài khoản Roblox của Ốc nha các bạn. Đó. Mình sẽ vào chơi game những người bạn cầu vồng ngay và luôn. À, đây chính là hình của mình các bạn ơi. Ui, hình các bạn ơi. Ui. Sao mình lại đẻ sao mình lại đi lên mặt của người ta như thế? Ui các bạn ơi. Bạn đo 53R7 ơi, mình xin lỗi, mình không cố ý. Đây các bạn. Đó, đây chính là giao diện của Ốc nha. Đấy, ui chết rồi. Mải khoe giao diện với các bạn là đã có đầy người lên xe rồi. Mình phải chờ tiếp theo này các bạn. Đó, mình đi vào đây. Wow, ở trong Roblox rất nhiều anh gọi là đẹp trai nha các bạn. À, anh này dùng thùng cắt tông à? Mình cũng dùng thùng cắt tông, mình sẽ trốn như thế này chứ gì. Cứ gặp quái vật là trốn vào các bạn ạ. Đoạn này mình đã quá biết rồi. Mình đã xem anh Bê Quy Thành chơi đó. Trong khi là cái hộp này mình vẫn thể Di chuyển. Wow, bạn này có hẳn một đôi cánh. Ui dồi ui, đôi cánh ngầu đét. Hai bạn có đôi cánh luôn. Nhìn mình có vẻ hơi đơn sơ mộc mạc, nhưng không sao các bạn ạ, mình sắp lên đồ cho nhân vật Roblox của mình rồi. Còn việc quan trọng bây giờ là phải chiến thắng game Rainbow Friend để chứng tỏ Bê Quy Thành rằng mình không hề đồ ngu đó hả? Chúng ta đang đến với máy chủ của game này nha. Đang trên xe buýt nha các bạn. Đó, đến đoạn này chúng ta có thể thấy là cái mũi tên đã thay đổi. Đó, các bạn thấy. Ta sẽ đi vào một cái khu khác hẳn này, cái khu vui chơi của chúng ta. Ok. Bạn ơi, game là dễ thôi nha. Đó, và chuyến xe này đã bị tai nạn rồi. Và có một cái lực mờ ám đã lôi. Chính là hình như lôi cái bạn mà mình vừa đạp lên mặt đấy các bạn ạ. Ok. Con này, cái con ẩn mình là con Red đấy các bạn này. Chào mừng, chúng tôi cần bạn giúp. Ok. Nhiệm vụ đầu tiên chính là lấy lại những cái khối này của cái con Red đó các bạn. Được rồi, các khối của tôi đã rơi xuống. Tất cả những gì bạn phải làm là tìm chúng và đặt trở lại. Ok, dễ thôi, chúc may mắn. Ôi, không cần phải chúc may mắn, mình chiến thắng là nhờ khả năng các bạn ạ. Really nigga. Rồi, vừa vào một cái đã thấy mấy khối các bạn. Nhưng mình sẽ đi hướng khác bởi vì là các bạn đấy sẽ nhặt cái khối này. Ôi giời, muộn rồi, mình đã muộn rồi các bạn. Trời ơi, di chuyển hơi ngu nhưng mà cũng vẫn bình thường. Cái gì đây? Một đứa nó trốn thành ra mình trốn theo các bạn. Đây là phòng kiểu như phòng quay phim này các bạn ơi. Có thể đi lên đây. Trời ơi, những con quái vật đang kêu ấy bạn ơi. Kêu giống lên ghê lắm nha. À, mình tìm được khối đầu tiên rồi nè. Trời ơi, đã bảo rồi, người ta chiến thắng nhờ cái gì? Chính là nhờ khả năng các bạn. À, đoạn này mình có thể đây. À, có một khối này các bạn. Ở chỗ này chưa có bạn nào tìm. Không còn gì nữa đâu. Nhờ. Mình đi theo mũi tên. Ui giật cả mình, cái bạn này thật sự luôn đấy. Đây, trên đây và đặt hai cái miếng của mình vào. Dù mình mới chỉ có hai miếng thôi nhưng mình vẫn cứ đặt. Con blue các bạn ơi, con blue bị ngu đấy các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, mình đi đâu đây? Nó đứng ở cái nhà hát vì nó cảm thấy là mình đã tìm được nhiều rồi nên là mình sẽ quay lại nhà hát chắc chắn như thế. À, đứng đây nó chờ sẵn các bạn ạ. Bắt ngay những đứa nào mà ngáo ngơ ngay. Đồng đội của mình tìm lâu thế nhở? Có 16 hay 24 thôi.
Đoạn này thì mình sẽ chỉ gặp Blue thôi các bạn ạ, nên là cũng không quá là lo lắng đâu. Biết ai hay là nào nữa. 23 rồi. Bạn ơi, mình có nên trốn rồi chờ đến 24 không nhỉ? Không được, không được. Thế thì hơi hèn. Ui các bạn ơi, qua rồi, những người đồng đội của mình. Ý, cảm ơn. Ui máy quá. Blue không dọa được mình tí nào hết các bạn, vì mình nhìn thấy nó là mình đã chạy cong đít này rồi. Đấy chính là Green. Green thì con này có cái tay dài lều nguều. À, sao con Green này nhìn mà như con ếch mà cái tay nó dài vậy đó. Ok, mình sẽ nghỉ ngơi. Ý, và đã có một bạn hy sinh. Lúc bắt đầu game á thì là 15 bạn, nhưng mà khi mà vào rồi thì chỉ có 12 đấy các bạn ạ. Thế nên là mình phải chấp nhận là đồng đội của mình sẽ bị ít đi nha. Đến đêm tiếp theo rồi, mình sẽ bị con Green dọa chết cho mà xem. Không được, hãy nghĩ đến lời thách đố của Bê Quy Thành và cố gắng hết sức. Có vẻ như Green đã tỉnh. Đúng rồi, con Green tỉnh rồi. Tôi nghĩ là anh ta biết là bạn đang ở đó, ok. Nhưng không cần phải quá lo lắng vì nó bị mù. Nhưng mà làm sao anh ta có thể bắt bạn khi mà không nhìn thấy bạn? Mình nghĩ là nó bị mù nhưng tai nó thính ấy, và tay nó dài, nó cứ khùa khoáng khùa khoáng khùa khoáng khùa. Lần này là tìm cái bao đó các bạn ơi. Hình như cái tiếng két két keo 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 két keo két đấy là của nó đấy các bạn. Đây rồi, chỉ có một gói rồi các bạn. Quá các bạn ơi. Đây là một khu như kiểu nhà giam ấy. Sao chỗ này lại có nhà giam ta? Con cửa này bạn ơi, bạn chưa gì đã quay đầu thế. Ui dồi ôi, nó kêu to đấy. Con hãy quên tôi đi. Hãy quên tôi đi. What the hell? Mình bên kia phải đang trốn các bạn ơi. Không hiểu sao lại phải trốn nhỉ? Sợ thế. Mấy bạn lại trốn thôi, mình cũng trốn theo các bạn. Ok, chúng ta cùng nhau trốn. Trốn nhưng vẫn phải tiếp tục đi tìm, chứ không thể trốn mà lại không đi tìm được. Phòng này giống như một cái phòng nhà giam đó các bạn ơi, mình phải đi ra, đi ra. Thì tóm lại ở đây cũng đâu có gì đâu mà phải trốn. Trời ơi, là trời, mấy cái đứa này nó nhát chết thật đấy các bạn ạ. Không việc gì phải trốn. À, con Green đâu? Này là nhà tắm công cộng các bạn ơi, không có gì hết. Blue ở ngoài các bạn nhìn thấy không? Nó đi chưa? Ui rồi nó đi rồi các bạn ơi, rồi ui Blue. Ui rồi. Sợ thật đấy chứ? Không phải nói phét chứ mình sợ thật. Nếu nó đã đi rồi thì chúng ta đi thôi. Sợ các bạn ạ. Dù mình mới chỉ tìm được có một. Có một. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi, chết rồi. Con Blue tìm thấy mình rồi các bạn ơi. Blue đây các bạn ơi, chạy đi. Blue, trời ơi Blue. Oh my god, nóng hết cả người các bạn ạ. Lên đây là liệu đã an toàn chưa? Mình cũng không biết nữa các bạn ơi. Ui Blue sợ thật đấy chứ. Sợ quá. Giật hết cả mình luôn ý. Nó đi chậm nhưng mà nó lại to, nó cồng kềnh ý. Nên là mình nhìn mình vẫn bị giật mình luôn. Nhưng mà mình chưa gặp con Green các bạn ạ. À
Hình như mình là người giữ hai gói cuối cùng. Mình phải mau chóng trở về khu này để mình đặt vào nốt các bạn. Ok, mình là người đã kết thúc cái game này. Rồi xong. À đây là thức ăn của con O-ring nha. Con O-ring. Con O-ring này thì nó có một cái ưu điểm là chạy rất nhanh. Thế nhưng mà nó lại chỉ chạy trên một đường duy nhất. Thế nên là nó không có kiểu linh hoạt bằng hai con kia. Tuy nhiên là nếu như mình không phản ứng kịp thì sẽ vẫn bị con O-ring nó ăn thịt mình thôi. Ok, con O-ring sẽ ngửi thấy mùi thức ăn và xuất hiện. Ở level 2, ui, có tận 1, 2, 3, 6 bạn đã hy sinh rồi. Chỉ còn có 6 người thôi các bạn ơi. Bạn thấy chưa? Chúng tổ ốc cũng đâu có đố ngu hết phải lắm đâu. Mình cũng cánh tìm được phết. Mặc dù chỉ tìm được có 2 gói nhưng mà cũng được các bạn. Đó. Là vẫn là qua rồi. Mình sẽ chơi đến lúc cuối cùng và phá đảo cái game này cùng những người đồng đội mình không thể quen biết nha. Ok. Sẵn sàng chưa? Hôm nay là đêm cuối cùng. Ok. Sau khi các bạn sửa máy, tôi sẽ cho các bạn thấy vì sao các bạn lại ở đây. Ok. Tại sao có lỗ thông hơi lại bắt đầu rò rỉ? Bởi vì trong này cái con mà nó thò tay ra đấy các bạn ơi. Hết sức cẩn thận với những cái ống thông mà nó bị rò rỉ nha. Rồi chúng ta sẽ đi tìm cầu chì. Mình vẫn chưa gặp con Green. Không biết đó là may mắn của mình hay là con đấy đã bỏ quên mình rồi. Những cái cầu chì nó sẽ phát sáng các bạn ạ. Ui. Chạy đi bạn ơi. Ôi trời trời. Mình sẽ không đi đằng đấy nữa các bạn ơi. Có hai con ở đó đó. Quá là ghê. Đây liệu có cầu chì không ta? Ui cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì mà xẹt 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 đấy, giật hết cả mình trời ạ. Bạn ấy tìm được 5 cái rồi các bạn ơi. Sao mình không tìm được cái nào ta? Mình mở cửa ra một cái là mình đã hoàn toàn là xin vĩnh biệt rồi. Có vẻ như ai đó đã quên O-ring ăn. Ok. Mình đã sống sót cho đến đêm thứ 3 và mình chưa tìm được cái cầu chì nào. Mình sẽ quay lại sảnh đợi và phục thù cái game này nha các bạn ơi. Ôi, chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu bà ơi. Mình sẽ đi. Ôi giật mình thật sự các bạn ơi, mở cửa một cái mà nó xuất hiện luôn. Nếu như mình đã nhìn thấy nó từ trước ấy thì mình sẽ không có mở cửa đâu, hoặc là mình sẽ trốn đi rồi. Từ giờ mình nghĩ là khi mà cái nhiệm vụ nào mà kiểu nó hơi căng thẳng ấy thì mình sẽ trốn vào hộp trước khi mà mình mở cửa. Như thế liệu có an toàn hơn không ta? À. Ok. Cái game này có nhiều quốc gia chơi lắm bạn ơi. Mình thấy ở đây có cả chữ tiếng Nhật này. Và có cả những cái chữ tiếng Việt là thằng điên đấy các bạn. Không hiểu sao chắc như vậy. Khởi động máy chủ rồi. Mình sẽ lại chờ đợi để cơ hội tiếp theo đến nha các bạn ơi. A few minutes later. Đây rồi các bạn ơi. Cơ hội tiếp theo đây rồi. Ù là trời. Khi mình chết một cái là mình sẽ phải chơi lại từ đầu luôn. Chứ mình không có chơi từ đoạn mình chết nha các bạn. Ok đi thôi. Ồ, hai block luôn này các bạn. Lần này mình khá là nhanh, mình đã lượm được luôn hai block. Bạn này khá là ăn ý đấy các bạn ơi. Cái bạn nam mặc áo xanh này, bạn ấy kiểu nhường cho mình cái xa hơn để bạn lấy gần hơn đấy các bạn. Ui, blue. Chưa gì đã gặp blue rồi các bạn ơi. Sợ thật đấy.
có đến đây không ta? Càng nhiều con quái vật thì mình càng phải đề phòng hơn. Ở đây mới chỉ có một blue thôi nên là chúng ta vẫn cảm thấy là nó bình thường ấy. Nhưng mà nếu mà có 2-3 con thì thật sự là cũng khá là nhiều mối đe dọa luôn. Ê, ê, không có lừa được tôi đâu. Vừa nãy là tôi su cà na thôi. Hình như là bọn quái vật ấy nó rất là ít đi vào cái lâu đài này các bạn ạ. Nên là nếu như mà cảm thấy mà kiểu trốn được thì chắc là mình nghĩ là cũng trốn được ở đây đấy. Thôi. Ồ. Ok, tìm được khá khá. Và mình sẽ quay trở lại để mình để vào cái này. Và blue đang đây nhá. Ok, 22 rồi. Hai cái nữa các bạn ơi. Này mình vừa chỗ này là vừa gặp blue này các bạn. Ôi bà luôn phát hiện ra mình rồi ư. Xin là xin vĩnh biệt. Anh đã chết. Oh my god, mình là người đã tìm được rất nhiều mà. Trời ơi, mình không để ý là nó ở đằng sau mình các bạn ơi. Thôi, chúng ta sẽ lại làm lại nhá. Các bạn ơi, lần này ốc sẽ không để mình chết nhanh như thế. Nếu có chết thì cũng phải chết lâu một chút nha. Các bạn giỏi thật đấy. Chưa gì đã kiếm được những cái hộp. Mình là người chạy sau nên mình chả bao giờ tìm được hộp. Đấy, mình còn chạy một vòng cơ mà các bạn. Ê, nó bị dở. Mình phải đi tìm con đường riêng thôi. Chỉ có con đường riêng mới giúp chúng ta có block. Đó, các bạn thấy không? Theo như kinh nghiệm của mình ấy thì trên cái phần lâu đài kia nó sẽ không có block đâu. Ở đây có hai block luôn này. Đó, trên cái đường đi này nó sẽ không có. Rồi, bạn này vừa đi ra chắc là ở đây hết không có đâu. Nhìn nó đâu ấy. Này thì hết rồi các bạn ơi. 16/24. Lần này mình phải cẩn thận hơn các bạn ạ. Cái gì đấy mà các bạn lại trốn đây? Bên ngoài thì cái tiếng nó rất là to các bạn ạ. Cái đứa này tôi đang trốn mà lại mở cửa. Ôi. Nghĩ là an toàn rồi đấy các bạn. Thì không còn nghe thấy tên của nó nữa. À không phải cái tên mà cái tiếng kêu của nó ấy. Kêu như mình nghe thấy tiếng chân nha các bạn. Ui, bạn này trốn. Bạn này kém thật sự luôn. Các bạn ạ, chẳng tìm thấy block nào lại còn trốn. À, được rồi, mình phải đi về thôi các bạn ơi. Chỉ còn thiếu hai cái của mình thôi. Đây đây đây, tôi đang cầm hai cái này các bạn ơi. Tôi đây, tôi đây. Yeah. Ba vòng đầu tiên rồi, ít nhất là còn hơn cái lúc nãy các bạn ạ. Lúc nãy mình chơi còn không qua được vòng đầu tiên luôn. Dần dần mình sẽ đi đến chiến thắng và đối mặt với tất cả các con quái vật. Nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi và xem là bạn nào đã bị loại nha.
chỉ có một bạn duy nhất bị loại. Bạn này quá là xui xẻo luôn, vì mới chỉ gặp một con quái vật mà đã bị loại rồi. Nhưng chúng ta không thể chủ quan được các bạn ạ. Càng nhiều con quái vật thì càng nguy hiểm hơn. Ok. Ôi, Unbelievable. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đây tổ chúng ta được chiến thắng cái game này. Nam mô Di Đà Phật. Ok. Có vẻ như Green đã tỉnh. Rồi, Green thì bị mù. Nên là chúng ta cũng hết sức cẩn thận. Vừa nãy nó chỉ vô tình kiểu chạm chúng ta. Và thế là thôi, nó bắt mình ăn luôn. Suy nghĩ gì đâu. Lần này chúng ta sẽ đi tìm những gói thức ăn nha các bạn. Tôi sẽ là người đi đầu. Người đi đầu, không phải là tôi ư? What the hell? Blue các bạn ơi, blue. Con blue nó sẽ phát ra tiếng động ấy. Ok, hết tiếng động rồi đó. Đi được rồi. Cái gì thế hả trời? Nó ở ngay bên ngoài các bạn ạ. Cái đứa kia tôi đang trốn lại, đi vào. Đi ra đi. Bạn Trinh bảo an này. Giờ có bắt tôi thì tôi cũng chịu. Phòng này thường thì sẽ không có các bạn. Rồi, leo lên trên. Nhà. Ui sợ thật đấy, cái đoạn này mà mở cửa ra mà gặp Green đúng là cuộc đời mình là thôi, chấm hết cuộc đời. Vậy là không có rồi các bạn. Đây này các bạn, cái chuông này là cái nơi con Orange nó trốn đấy các bạn. Cái chuông đấy và cái mùi thức ăn có thể sẽ làm nó thức giấc đó. Ok, chỉ còn thiếu hai cái của mình thôi. Mình sẽ đi về và để lại. Mũi tên ở đây các bạn ơi. Tôi về rồi đây các bạn. Yes. Rất nhanh chóng, chúng ta đã tìm được đủ thức ăn. Và khi có thức ăn thì tất nhiên rồi, con Orange sẽ ngửi thấy và nó sẽ xuất hiện. Đó. Thì cũng như mình đã phân tích rồi, con này chạy rất nhanh. Khi nhìn thấy cái dấu hiệu chạy của nó là những cái đường chớp chớp màu da cam ấy, thì chúng ta cần phải trốn và tránh đi ngay lập tức nha. Đó, cái đoạn mà mình vừa nói với các bạn mà chỗ mà có cái bảng con Orange ấy là chỗ mà nó trốn ấy. Ok. Năm người bạn đã ra đi. Xin vĩnh biệt. Chỉ còn lại chúng ta. Chúng ta lại nghỉ ngơi các bạn ạ. Ok, đoạn này chúng ta sẽ đi tìm cầu chì. Đêm nay đã là đêm cuối cùng rồi. Con Red nói đêm nay là đêm cuối cùng nhưng thật ra không phải. Nó còn giữ lại mình thêm một đêm thì gì đấy, đúng không? Nên là nó lừa mình đó. Ok. Ở đoạn này thì sẽ xuất hiện một con quái vật mới. À không, hai con, đó là con Orange và cái con ở thò tay ra cái cống đó các bạn. Con Vent. Ôi, chỗ này không có cầu chì nào luôn á. Y có tiếng gõ cửa nha. Ui, ở trong này không có cầu chì nào luôn á. Rộng thế này mà không có cái cầu chì nào. Ui, cái tiếng xoẹt 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 đấy các bạn. You only slow me down. Chỉ có bạn mới có thể làm chậm tôi lại. Là sao? Tôi không hiểu luôn.
Tối quá. Tối quá. Tôi mang về hai cái các bạn. Tiếp tục đi tìm đến lúc cuối cùng. Con blue, à nhầm, con green các bạn ơi, con green. Mình nên trốn các bạn. May mà mình đã nhìn thấy tay con green xuyên qua tường trước các bạn. Nếu không lúc nãy mình mà mở cửa ra là thôi, mình lại bắt đầu là vấp vào vết xe đổ của mình lúc nãy đấy. Ui, hai chiếc cầu chì nữa ở đâu? Bạn ấy trốn là mình cũng lo quá. Nhưng mình sẽ vẫn đi tìm các bạn ơi. Mình không thể bỏ cuộc như vậy được. Còn hai chiếc. Các bạn kia nghĩ là kiểu đi về rồi là mình sẽ không đi tìm nữa ấy. No escape. Không thể đi vào được đâu. Mình cứ tưởng phòng này là phòng ngõ cụt nhưng không phải nha các bạn. Có đường đó. Đi. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đó, cái con ven đó các bạn ơi, nó đang thò ra nó. Bạn này nếu như mình dùng hộp để đi qua ấy thì mình sẽ kiểu gì bị bắt cho mà xem. Bây giờ này, đấy, rồi nó thò tay ra này các bạn. Đó, xong nó thụt tay vào mình sẽ đi qua. Đó, như vậy là được. Cố gắng đi tìm các bạn. Này. Ok, đủ rồi. Ô, may quá. Mình đã qua đêm thứ 3 rồi các bạn ơi. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cái cầu chì này sẽ như kiểu là bị mí lừa ấy. Mình lắp 14 cái vào xong nó bị chập cháy luôn. Và mình đã bị mất điện rồi. Nó quá tối. Ô, chỉ còn 4 người các bạn ơi. 5 người, cả mình là 5 người. Và rất là tối trong cái khu này. Có vẻ như bạn sẽ phải bật lại nguồn điện. Ok, ta sẽ bật lại nguồn điện. Nhưng mà bằng cách nào đây? Hãy tìm cách để tăng sức mạnh cho máy phát điện. Ok. Và ai mà biết được, có lẽ là cái con Red này sẽ thả bọn mình đi. Đèn pin. Mình sẽ cần đèn pin các bạn ạ. Rồi, mình không lấy đèn pin nhờ các bạn. Các bạn kia có đèn pin kìa. Alo, cho mình đi với. Ui, mà luôn. Không, mình phải chạy các bạn ơi. Nếu mà xuất hiện dấu chấm than ấy thì là mình sẽ bị phát hiện. Blue đang đứng trước mặt mình các bạn. Rồi nó quay đi. Đó, nếu lúc nãy mà mình trốn ngay lập tức ấy thì mình sẽ không thoát khỏi Blue đâu các bạn. Rồi, nó đang rượt tất cả mọi người xung quanh đây. Nó sẽ bỏ qua mình ư? Đúng rồi, nó sẽ bỏ qua mình các bạn ơi. Tuyệt vời. Và đã có một bạn Blue tìm thấy rồi. Ui, mình không có lấy đèn pin các bạn ạ. Chết rồi, sao cái lúc thao tác lấy đèn pin mà mình lại không lấy nhở? Mình sẽ di chuyển cẩn thận. Cái quan trọng là mình cần phải phá đảo cái game này. Và bây giờ chỉ còn 3 quả pin nữa thôi thì các đồng đội khác của mình chắc chắn là sẽ tìm được. Bây giờ mình sẽ bảo toàn cái tính mạng của mình. Vì hơi hèn các bạn ơi, nhưng bởi vì mình đã bỏ qua mất cái bước lấy đèn pin ấy nên là mình không có đèn pin. Các bạn hãy thông cảm cho ốc nha. Ok. Giờ mình sẽ theo dõi ở đây. Mình sẽ đi. Mặc dù mình sẽ đi trong bóng tối. Ồ, đấy các bạn ơi, con Orange chuẩn bị qua này các bạn. Đó. Khi con Orange đi qua ấy thì mình đừng có dẫm lên cái vạch của nó. Mình sẽ chờ đợi nó đi qua này các bạn. Đó, mình đảm bảo an toàn là mình tránh xa cái đường nó đi ra. Nó sẽ chỉ đi một đường thôi các bạn.
Đấy, con Orange vừa đi qua bạn thấy gì chưa? Nhìn rõ không? Nhìn rõ không? Đó. Và đến khi nào cái phần màu cam này ấy, nó tắt đi thì chúng ta mới được di chuyển. Và bên kia là con Blue, các bạn nhìn con Blue nha. Đó, con Blue đã đi theo cái dấu của con Orange nha. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại đâu. Ui, còn hai quả pin nữa. Ui, đồng đội ơi, đồng đội của tôi ơi. Mình đứng im như này nhưng mà mình cũng rất là có rủi ro, vì các bạn nhớ con gì không? Con Green. Tay nó rất là dài. Và nó bị mù nhưng mà nó cua của mình một phát là mình thôi, mình đèo đời. Ôi đồng đội đấy bạn ơi. Ui, cảm ơn đồng đội. Đội ơn đồng đội đã cứu tôi. Đội ơn đồng đội đã cứu tôi. Ok. Trở lại rồi đấy các bạn ơi, mình đã có điện rồi. Cảm ơn các bạn đã bật lại nguồn điện. Được rồi, hãy thả tôi ra đi. Và như một phần thưởng, tôi sẽ để các bạn đi. Ok, ok, chắc chắn rồi. Nhưng đầu tiên, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tạm biệt. À, mình biết rồi, cái bữa tiệc tạm biệt này. Được rồi, được rồi. Để đảm bảo rằng tất cả các bạn đều đổi vé dự tiệc của mình. Sau tiệc tôi sẽ để các bạn đi. Rồi, nó hứa đó các bạn ơi, nó hứa đó. Và còn 5 người các bạn. À, vừa nãy là còn 6 người, bây giờ còn 5 người. Rồi chúng ta lại qua đêm. Đó, mình phải lấy vé nha các bạn ơi. Lấy vé mới được tham gia bữa tiệc nha. Bữa tiệc này nó cũng là một cái cạm bẫy đấy các bạn ạ. Nó không chỉ đơn giản là một bữa tiệc chúng ta đến và quẩy tưng bừng lên rồi chúng ta được thoát ra đâu. Đó, mà chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Mình sẽ lấy bánh sinh nhật. Ok. Đừng dẫm vào những quả bóng nha các bạn ơi. Nhưng chỉ còn lại mình thôi. Mình phải đi nhanh chóng lên lấy bánh các bạn ạ. Làm nào ta? Ok, mở được cửa, mở được cửa, mở được cửa. Xích xích cái ra, xích cái ra hả? Làm gì vậy các bạn ơi? Mình à, hiểu hiểu hiểu, nhớ ra rồi, nhớ ra ra. Để đi lên, đi lên. Đi nào các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Yeah! Mình hơi vất vả nhưng mình đã chiến thắng rồi. Bye bye.